Tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, công an địa phương này tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Cụ thể là một thanh niên trú tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đến trường gà tại An Giang của một trong số 4 đối tượng vừa bị bắt để chơi đá gà. Nhưng khi chơi thua lại không có tiền trả nên đã bị bắt cóc để ép buộc gia đình trả tiền chuộc. Trước đó, vào ngày 2 tháng 1 năm 2021, Ngô Văn Vững, sinh năm 2000, trú xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, đến trường gà của Nguyễn Văn Tạo, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú ở xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đá gà thua nhưng không có tiền trả, nên Tạo đã giữ Vững tại nhà, để gia đình đánh chuộc là 6 triệu đồng, lúc giữ Vững, Tạo có đánh Vững. Đến khoảng 12 giờ ngày 3 tháng 1 năm 2021, nhóm đối tượng cùng ngụ tỉnh Kiên Giang gồm Nguyễn Thành Đức, Ngô Thanh Tuấn, Võ Phi Phô, Bùi Văn Phúc đến trường gà của Tạo. Nhưng lúc này không có ai tham gia nên quay đầu xe về thì gặp Tạo. Lúc này Tạo nghĩ nhóm của Đức đến trả thù chuyện hôm trước Tạo bắt giữ Vững, nên đã cùng đàn em cầm theo hung khí vượt nhóm của Đức. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về sự việc, công an xã Lương An Trà đến ngăn chặn và mời hai nhóm đối tượng có liên quan về trụ sở để tiến hành xác minh làm rõ. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tri Tôn điều tra làm rõ. Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội đã cận kề. Đây cũng là dịp để các đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp lợi dụng tổ chức các hoạt động đỏ đen để thu lời bất chính. Để ngăn chặn tệ nạn này, ngoài nỗ lực của lực lượng công an, rất cần sự trợ giúp của quần chúng nhân dân mạnh dạn tố giác tội phạm, tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.